Căng thẳng kéo dài khiến chị NBT, 26 tuổi, sống ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh rụng hết tóc. Với phụ nữ, thay đổi nhiều kiểu tóc là chuyện đơn giản, nhưng với chị T, sở hữu một mái tóc ngắn ngang vai là mơ ước hơn 7 năm chưa thực hiện được. Qua thăm khám, tiến sĩ bác sĩ Đặng Thị Ngọc Bích, khoa da liễu thẩm mỹ da, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy, tóc người bệnh rụng gần hết nhưng nang tóc vẫn còn, khả năng điều trị thành công cao. Người bệnh được chỉ định phương pháp lăn kim để điều trị rụng tóc. Sau 2 lần thực hiện lăn kim, tóc chị T đã mọc trở lại. Có rất nhiều phương pháp để mà trị rụng tóc. Đầu tiên là thuốc uống và thuốc bôi, có thêm dầu gội nữa để kích thích cái mọc tóc. Khi mà các biện pháp đó mà không hiệu quả, tóc vẫn rụng nhiều, như trường hợp bệnh nhân này là tóc rụng gần hết, làm cho bệnh nhân rất mặc cảm. Thì lúc đó mình sẽ dùng cách để đưa thuốc vào trong da. Một là mình có thể tiêm nốt sần ở trong da, người ta gọi là kỹ thuật tiêm mesotherapy. Còn không thì mình có thể lăn kim. Thì cái lăn kim nó tạo những cái lỗ vi điểm trên da. Khi mình đưa thuốc vào, thuốc nó thấm vào, từ đó thuốc phát huy tác dụng để kích thích nang tóc, nó phục hồi, nó tăng trưởng, nó sinh ra tóc. Đối với tình trạng rụng tóc á, ít nhất là bệnh nhân phải trên 18 tuổi. Thứ hai nữa là bệnh nhân không có bị viêm nhiễm gì ở vùng da đầu hết, tức là da đầu phải trắng. Nếu mà da đầu đang viêm đỏ, mình phải chữa viêm đỏ trước, hoặc da đầu đang có gầu thì phải trị bệnh gầu trước. Phải chắc chắn là da đầu là chỉ là đơn thuần do rụng tóc thôi, không có những bệnh lý viêm nhiễm đi kèm. Phụ nữ mang thai cũng không nên lăn kim. Cái lăn kim rụng tóc thì nó không phải là một trường hợp cấp tính gì lắm, có thể là đợi qua hết thai kỳ rồi mình có thể lăn kim hoặc mình trị rụng tóc, không nhất thiết là phải sử dụng lăn kim trong thai kỳ. Một lộ trình để điều trị rụng tóc á, nó kéo dài từ 4 tháng đến 6 tháng, cứ 3 tuần mình lăn một lần. Giữa 3 tuần đó thì ở nhà mình vẫn phải bôi thuốc, uống thuốc để nó mọc tóc. Cái thuốc để mà kích thích mọc tóc á, nó gồm có là vitamin B5, biotin và những cái thuốc bổ để mà kích thích nang tóc nó phát triển lên. Để có thể thấy được tác dụng của thuốc và thấy được nang lông phát triển thì cũng mất hết từ 4 tháng đến 6 tháng. Tức là liệu trình có thể đi là 8 lần hoặc 10 lần. Để phòng tránh rụng tóc, bác sĩ khuyến cáo chị em cần đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thực phẩm lành mạnh. Bên cạnh đó, cần giữ tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi thư giãn hợp lý, hạn chế căng thẳng, lo lắng. Đặc biệt, cần hạn chế thức khuya, hút thuốc lá, uống rượu bia để tóc luôn chắc khỏe.